Thank you.
một chuyến đi dài với một trùng thách thức phải vượt qua. Chúng tôi, những kỹ sư ba cùng trẻ của tập đoàn Lập Trời đã bắt đầu hành trình trên khắp Việt Nam. Càng đi tới, chúng tôi càng thấy nô nước mình đẹp biết bao và càng yêu thêm những người nông dân Việt Nam cần cù, đáng mến. Tận tụy mang đến những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến. Lực lượng ba cùng của tập đoàn Lập Trời không ngừng lớn mạnh cùng sự phát triển bền vững của người nông dân, nông nghiệp Việt Nam.